Tính đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang đã hỗ trợ trên 340 tỷ đồng cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68 và Nghị quyết số 116 của Chính phủ. Trong đó, từ tháng 7 năm 2021, tỉnh đã giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho trên 39.000 lao động, phê duyệt hỗ trợ cho hơn 7.500 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Hàng ngày, chị Nguyễn Thị Tý có thu nhập từ 150.000 đến 200.000 đồng từ công việc bán rau, thức ăn cho bà con trong ấp. Dịch bệnh kéo dài nên chị không thể buôn bán được. Cuộc sống gia đình chị cũng gặp nhiều khó khăn. Khi nhận được hỗ trợ, chị rất phấn khởi. Dạ, dịch bệnh này cái buôn bán không được rồi chị. Rồi cái ở nhà. Ở nhà cỡ tháng mấy hai tháng chị thất nghiệp. Rồi nhờ nhà nước hỗ trợ. Dạ. Rồi sẽ cũng sống đỡ qua ngày. Trong nhóm các đối tượng được thụ hưởng từ Nghị quyết 68 của Chính phủ, nhóm đối tượng lao động tự do là những người khó khăn nhất trong thời gian giãn cách xã hội. Từ đó, ưu tiên thực hiện trước hết với mục đích hỗ trợ kịp thời cho những người thuộc nhóm đối tượng này tháo gỡ khó khăn trước mắt. Trong cái quá trình thẩm định như là các cái hộ kinh doanh rồi những cái người lao động tạm hoãn hợp đồng ở các cái doanh nghiệp thì những cái nhóm đối tượng phát sinh theo nghị quyết 68 thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh và cũng đang gấp rút rà soát để sớm đưa cái khoản kinh phí hỗ trợ này đến doanh nghiệp cũng như người lao động. Có thể nói các cấp ngành địa phương của tỉnh Hậu Giang đã triển khai nghị quyết 68 của Chính phủ một cách đồng bộ, cùng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, không có biểu hiện lợi dụng chính sách để trục lợi. Mặc dù còn khó khăn nhưng địa phương đã cố gắng huy động kinh phí hỗ trợ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tại Israel, sau một tháng liên tục giảm, hệ số lây nhiễm và số ca mắc mới COVID-19 tại nước này đang gia tăng trở lại, làm dấy lên lo ngại làn sóng dịch bệnh có nguy cơ tái bùng phát. Số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong ngày 21 tháng 3 tại Israel là gần 12.000 ca, tăng 5.070 ca so với ngày trước đó, đưa tổng số ca mắc lên 49.349 ca. Hệ số lây nhiễm cũng tăng lên 1,23. Mức trên 1 cho thấy dịch bệnh đang lây lan. Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 nặng vẫn đang ở mức thấp là 328 ca, tăng nhẹ so với ngày 20 tháng 3. Đến nay, hơn 6,7 triệu người Israel đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, chiếm khoảng 72% dân số, trong khi số người tiêm mũi thứ hai là 6,12 triệu người. Các chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo dòng phụ lây lan nhanh BA.2 của biến thể Omicron có thể sớm dẫn đến một làn sóng dịch COVID-19 mới ở nước này. BA.2 lây nhiễm nhanh hơn biến thể Omicron phiên bản gốc khoảng 50-60%, mặc dù có vẻ không gây bệnh nghiêm trọng hơn. Các ca nhiễm BA.2 mới chiếm khoảng 25-30% số ca mắc mới ở Mỹ, nhưng biến thể này được dự báo sẽ sớm trở thành biến thể phổ biến nhất ở Mỹ. Vaccine và mũi tăng cường vẫn là những cách tốt nhất để ngăn ngừa dịch lây lan.